Cô là Nguyễn Thu Hà, năm nay là cô 67 tuổi. Cô bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, nó rất là đau cổ, là đê ẩm lên đầu, nhiều khi mất ngủ và tê hết cả hai tay, thậm chí có lúc nó tê xuống cả chân. Cô mất ngủ và rất là khó chịu. Thế nhưng mà cô cũng đã đi châm cứu rất là nhiều nơi nhưng mà nó không đỡ được là mấy. Thế khi thấy có cô em là Nguyễn Thị Nga cũng giới thiệu là đã châm cứu, đã cấy chỉ ở đây rồi, thì cô cũng tìm hiểu và đến chỗ Hải Thượng Lãn Ông. Cô cấy chỉ lần này là được 3 lần rồi, cô thấy cũng phải đã đỡ đến đến 70%. Và cô thích nhất là cô về nhà cô đã ngủ được và hai tay của cô không bị tê nữa, giờ nó chỉ còn hơi hơi ở bàn tay. Và có lẽ cô cũng phải châm tiếp và cô mong là bác sĩ Hùng điều trị tiếp cho khỏi. Và tôi cũng mong những ai mà bị bệnh thoái hóa như tôi, ngoài ra còn nhiều bệnh khác nữa cũng đến để điều trị và được bác sĩ Hùng cấy chỉ. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấy chỉ.vn.